Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 thì cả Xuân Đỉnh là cập bến cho các bác toàn là những dòng âm ly rất là khủng. Âm ly thậm chí nó còn nguyên cả thùng xốp hay còn gọi là hàng siêu thị đây. Rất là đẹp luôn. Chiếc âm ly là chiếc âm ly Kenwood 990. Sau này dòng 990D chạy 8 sò công suất 300W. Một chiếc âm ly Technic V8. Thì trong những dòng Technic thì có V3, V5, V6, V7, V8, V9. Thì đây là dòng V8 nhưng ở cấu hình thì nó sẽ phân ra là số chẵn và số lẻ. Thì V6, V8 thì thiết kế máy rất là dày và hầm hố. Còn V7, V9 thì nó mỏng hơn. Hôm nay thì chạy 8 sò 2 vít xanh đen, 2 nguồn. Đây là một chiếc âm ly rất là khủng của Technic chuyên đánh dòng loa Nga, S90D. Đấy. Một chiếc âm ly đàn ông PMA 940. Đấy, dòng này thì hôm nay Xuân Đỉnh lựa chọn cho bác là 940 trơn vì so với 940V thì nó lệch giá nhau nó quá nhiều mà cấu hình thì nó giống nhau cho nên Xuân Đỉnh lựa chọn cho bác là 940 trơn. Đấy, tiếng rất là tuyệt vời và một cặp loa cây cột Pioneer S77T Win. Hôm nay lại về thêm cho bác một cặp nữa. Bốn sản phẩm này thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu thật kỹ trong video buổi tối ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Sau đây thì mời các bác bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, sẽ quay cho các bác từ những chiếc âm ly giá mềm nhất. Thì hôm nay chiếc âm ly giá mềm nhất là chiếc âm ly Kenwood còn nguyên cả thùng xốp. Model của nó là KA990 nguyên thùng xốp nhé. Thì các bác thấy rõ là nếu mà âm ly mà nguyên thùng xốp thì nó phải là rất là đẹp. Thì đây là chiếc âm ly trong tình trạng là xuất sắc. Từ cái phần mặt tiền. Đây là mặt tiền. Không có volume. Ba lăng. Đây có nao nớt này. Sau này là các cái đường vào. Này. Đấy. Có chỉnh bát tép. Đây là cái cầu loa AB và A cộng B. Size của nó là size 44. Sử dụng điện 100V. Mặt tiền hầu như là không có một vết xước. Máy chạy 8 sò. Đây là cái cấu hình nội thất bên trong. 8 sò lớn nhỏ, 4 socket 2 vít và 4 socket 1 vít, 4 tụ lọc nguồn và 1 nguồn vuông. Công suất của nó đến 300W, rất là khỏe để cho các bác ghép các loại loa bass 30. Đây là các cái đường vào đằng sau, rất mới. Số series của máy là 1599. Điện 100V, công suất là 300W, made in Japan. Đây là các cái đường cầu loa. Hôm nay trở kháng đánh từ 4 ohm. Máy móc là nguyên zin và đẹp xuất sắc. Chiếc âm ly này thì cả Xuân Đỉnh hôm nay giao cho các bác mức giá là 4.500.000 đồng nguyên thùng xốp. Vì cái thương hiệu này thì nó không được nổi tiếng bằng những dòng Pioneer cho nên cái giá nó mềm. Chứ ở những cấu hình mà máy chạy 8 sò công suất 300W thì thường thường với những dòng Pioneer hoặc Sơn Xui thì nó toàn 6-7 triệu trở lên chứ cũng không có rẻ. Nhưng riêng những dòng này thì nó không nổi tiếng nên là cái giá thành sẽ mềm. Đặc biệt âm ly còn nguyên cả thùng xốp. Chiếc âm ly này thì ghép tốt các loại loa Kenwood như những dòng 990 class AD hoặc class A. Hoặc các bác ghép với những dòng loa Nhật như những dòng Diatone đấy, hoặc là những dòng Pioneer, Sơn Xui hoặc những dòng loa cổ đánh cặp 990D này rất là tuyệt vời. Dòng này nó chạy sò than, 8 sò đây. Vì sò nó quá gấu này. Mức giá tiền là 4.500.000 đồng. Chiếc âm ly số 2, đó là chiếc âm ly Technic V8. Đây, dòng này thì nó rất là đẹp từ cái phần vỏ zin, vỏ không hề có sơn xi gì cả, mặt tiền cũng không có một vết xước. Thì Xuân Đỉnh cũng vừa giới thiệu với các bác là dòng V8, thì dòng Technic này thì có V6 và V8 thì thiết kế máy sẽ rất là dày, còn V5, V7, V9 thì mỏng hơn một nửa thôi, nó mỏng hơn rất là nhiều. Thì nhìn thiết kế của những dòng này nó rất là đồ sộ và hầm hố. Chiếc âm ly này thì nó chạy 8 sò, 4 tụ lọc nguồn và 2 nguồn riêng biệt. Và dòng này thì nó có đặc biệt hơn nữa là có cả super bass này, có cả nao nớt này. Thì đây là rất ít những dòng âm ly khác mà chỉ có thương hiệu Technic họ mới làm như vậy. Super bass và nao nớt, cái giải trầm. Tức là bác nào mà cần nghe cái tiếng bass uy lực thì những dòng Technic đáp ứng cho bác rất là tốt. Sử dụng mạch New Class A. Công suất thì Xuân Đỉnh sẽ quay phía đằng sau đây này. Điện là 100V rồi. Đấy, công suất của dòng này là 260W, số series của máy ở đây. Đấy. E53004. Đấy. Japan. Cầu loa của những dòng Technic này thì nó rất là buồn cười, các bác cứ nắp dây vào cho nó xoay ngang, đấy, nó gọi khóa ngang nó có cái mũi tên. Đấy.
rất là buồn cười cái dòng Technique đã đặc trưng. Đây là các cái đường vào này, tín hiệu rất là mới. Phono là dành cho đĩa than thì các bác chú ý kỹ. Rất đẹp. Còn đây là máy móc bên trong. Sắt xi thì cứ phải gọi là 7 màu. Đây sắt xi đây. Vàng gọi là cóng cạnh. Quay cao một chút thì các bác có thể nhìn thấy rõ cấu hình nội thất của chiếc Omni. Máy chạy 8 sò xanh đen 2 vít. 4 tụ độc nguồn và 2 nguồn riêng biệt, công suất 260W. Bác nào mà đang chơi những dòng loa Nga S90D thì các bác ghép với những dòng Technique V8 này quá đẳng cấp. Ngoài ra thì dòng này các bác ghép với rất là nhiều các loại loa như những dòng Bass 30 thì đánh những dòng Technique V8 này thì quá tuyệt vời rồi. Hình thức đẹp sang trọng, mặt tiền không có một vết xước, có chỉnh Bass check, Super Bass và có cả nâu đất đánh hai cầu AB và A+B. Sắt xi rụt gan là đẹp, kính co. Mức giá tiền là 6.500.000 đồng cho chiếc Omni Technique V8. Giá rất là tốt cho một chiếc Omni xuất sắc như này. Còn ở phía đằng sau này thì là một chiếc Omni đàn ông. Đàn ông này là đàn ông 940, ra đời trước 940V. Máy móc thì đẹp xuất sắc rồi. Dòng này thì chạy sò 2 vít. Đấy, chạy sò Saken 2 vít. Nên nó tương đương như 8 sò nhỏ. Size của nó là size 44. Dòng này thì đánh 2 cầu nó AB và A+B. Công suất của dòng này là 200. Đây số đỉnh quay đằng sau riêng công suất luôn. Và đọc series máy. Số series máy của chiếc Omni đàn ông này là 0737. Điện 100V công suất là 205W. Đây là cái thông số công suất của chiếc Omni. Máy móc đẹp, zin. Cấu hình nội thất bên trong. Dòng này thì rất là nhiều các bác đam mê cũng như khoái về những dòng đàn ông 940 và 940V. Đây là cái này là chỉ tí bẩn này. Cạo hết này. Đấy, máy móc rất đẹp. 940 trơn ở đây thì Xuân Đình lựa chọn cho các bác trong video ngày hôm nay. Vì Xuân Đình thấy là giữa 940 trơn và 940V nó chênh lệch nhau quá nhiều. Mà công suất nó cũng giống nhau, cấu hình nội thất rụt gan nó cũng như nhau luôn. Thì hôm nay Xuân Đình về cho các bác là 940 trơn. 940 trơn này thì size của nó là size 44, điện 100V, công suất 205W. Ghép tốt các loại loa Nhật, loại loa Mỹ, dòng JB, những dòng loa Bose, đánh đờ lông này quá tuyệt vời. Âm ni này thì có chỉnh bát tép, có nòng nớt, ba lăng, bên này các cái đường vào. Đây đường rách để đường ra này. Đây là cầu loa. Size 44 sử dụng điện 100V. Mặt tiền của chiếc âm ni này rất là xuất sắc, không có một vết xước nào cả. Hình rất đẹp. Đánh là tiếng rất là tốt luôn. Chiếc âm ni này thì Xuân Đình hôm nay giao lưu với các bác mức giá chỉ có 8 triệu đồng. Giá cực kỳ là mềm mại luôn. Tại gà Xuân Đình và chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Đàn ông 940 trơn. Còn các bác chơi đến 940V thì xác định là nó khoảng độ gần như gấp rưỡi. Tức là âm ni này thì đang bán 8 triệu 940V hàng bãi thì nó đang có mức giá tầm khoảng độ 14 triệu gì đấy. Thì các bác chơi những dòng này thôi. Vừa tiền mà chất âm nó chẳng khác gì nhau. Cấu hình chạy sò cũng như nhau luôn. Nó không giống như những dòng Pioneer 7800 trơn thì nó chạy sò 2 vít nhỏ, còn 7800 Mark đôi thì nó chạy sò 2 vít to. Còn riêng đàn ông 940 trơn và 940V này thì không có sự khác biệt gì nhiều. Sò to giống nhau, đều chạy sò Saken 2 vít giống nhau luôn. Nên là lựa chọn cho các bác ở đây là đúng tiêu chí, ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Đàn ông 940 trơn, mức giá là 8 triệu đồng, giá rất là tốt. Còn cặp loa Mai Xuân Đỉnh đang về cho các bác đây là cặp Pioneer S77 Twin. Cặp này thì tem đồng ở dưới, loa có chiều cao là 96, chiều ngang 27 và chiều sâu là 36, trọng lượng của loa nặng tập 30 cân. Cấu hình của loa sử dụng là 2 bát thật 18, gân của nó là gân vải lụa màng giấy, 2 bát thật của kiềng xương đúc và một tép đôm ở chính giữa. Loa còn vuông thành sắc cạnh và rất là đẹp. Cặp này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa trưng bày, chơi những diện tích phòng lớn, những cặp loa này rất là tuyệt vời, hình thức đẹp. Hai lỗ thông hơi phía đằng sau. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa là 150W một loa, góc cạnh thùng là còn đẹp. Loa rất nặng và chất. Đây góc cạnh thùng. Loa trở kháng 6 ohm công suất là 150W. Cặp này thì các bác sẽ chơi rất tốt với những diện tích phòng 30-40m², thậm chí các bác hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Cặp loa này cửa hàng Xuân Đỉnh đã bán mức giá là 8.500.000 đồng. Căng cước đẹp nên kèm, căng cước Xuân Đỉnh đang để bên ngoài. Và video này thì Xuân Đình vừa quay chi tiết cho các bác 4 sản phẩm toàn là hàng bãi tuyển chọn tại cửa hàng Xuân Đình.
để phục vụ cho các bác. Thì các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Sư Đình theo số điện thoại trên bài là 0395 727582. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.